Thưa bạn, trong phần thi Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp vừa qua thì chúng ta cũng đã có kết quả. Võ sĩ Huỳnh Khắc Nguyên đã giành huy chương vàng. Huy chương bạc thuộc về võ sĩ Sierra Vittorio đến từ Ý, và huy chương đồng thuộc về võ sĩ đến từ Pháp Lulu Jong.